quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Yamaha Grande 2024. Vừa qua, mẫu xe Tega Grande 2024 phiên bản mới vừa được Yamaha giới thiệu tại thị trường Việt Nam với thiết kế màu sắc mới, thêm khả năng tiết kiệm xăng và hệ thống Yamaha Connect mang lại tiện ích hoàn hảo cho người dùng. Yamaha Grande mới nhất 2024 là mẫu xe Tega có nhiều sự lựa chọn từ phiên bản cho đến màu sắc, từ động cơ thông thường cho đến động cơ hybrid. Đây cũng là một trong những mẫu xe Tega rất thành công của Yamaha tại thị trường Việt Nam do mức giá bán đi kèm những trang bị cao cấp, công nghệ hiện đại. Yamaha Grande mới 2024 với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1820x685x1150mm, khoảng sáng gầm 127mm và trọng lượng ướt 100-101kg tùy theo phiên bản, chiều cao ở mức 790mm phù hợp cho nữ giới. Yamaha Grande 2024 phiên bản mới trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, nổi bật với sự kết hợp của cụm đèn chính tạo hình một viên kim cương cùng giải đèn LED định vị mới. Mà chiếc xe Grande 2024 có thêm giải đèn chính giữa và cong đều ra hai bên. Đây là ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc áo thời trang và phía trước giống như phần ngực áo, hai bên hông là phần tà áo, muốn thể hiện sự mềm mại và tinh tế, tôn dáng vẻ của người phụ nữ. Mặt đồng hồ được trang bị màn hình LCD thứ hai để hiển thị thông tin về tốc độ và một số thông tin khác về vận hành. Nhờ tính năng kết nối với điện thoại eConnect nên sẽ có thêm các biểu tượng thông báo về cuộc gọi, tin nhắn, email hay dung lượng pin của điện thoại. Thể tích ngăn chứa dưới yên xe lên đến 27 lít nhờ vào bề ngang rộng nên cốp xe có thể để được hơn 2 chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc một mũ bảo hiểm kèm nhiều vật dụng khác. Vị trí nắp bình xăng nằm ở phía trước đầu xe Grande 2024, ngay phía trên chỗ để chân, mở ra dễ dàng với nút bấm bên phải, vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Chỉ với thao tác bấm nút, người sử dụng có thể đổ xăng một cách dễ dàng mà không phải xuống xe. Yamaha Grande 2024 được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp người dùng an toàn hơn khi người giữ chìa khóa đang ở trong phạm vi cho phép, xe mới được kích hoạt. Núm xoay có thể thực hiện nhiều chức năng như bật, tắt khóa điện, khởi động, ngắt khởi động, mở khóa cổ xe, mở yên xe, mở nắp bình xăng, định vị xe. Phía trên là cổng sạc điện thoại 12V tiện dụng. Yên xe mới được vút gọn, vừa đề cao tính thẩm mỹ, lại giúp người ngồi lái thoải mái hơn. Khớp yên sau điều chỉnh cho cao hơn, kết hợp cùng tay nắm sau xe, cho tư thế người ngồi sau thoải mái. Sau bọc yên cao cấp, tùy theo phiên bản mà cách phối màu da yên cũng có chút khác biệt. Phần đuôi xe giờ đây cho cảm giác thon dài bề mại hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này đem lại vẻ cân đối cho mẫu xe. Cá nhân mình đánh giá cao thay đổi nhỏ này của Grande mới 2024. Yamaha Grande 125 mới 2024 vẫn sử dụng động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125cc SOHC 2 van làm mát bằng không khí, công suất cực đại đạt 8,3 PS tại 6.300 vòng 1 phút. Mô men xoắn cực đại đạt 10,4 Nm tại 4.000 vòng 1 phút, đem đến hiệu suất vận hành tối ưu và siêu tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ 1,66 lít trên 100kg, tối ưu hơn mức của phiên bản cũ 1,69 lít trên 100kg và tiếp tục giữ vị trí là xe Tega phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam. Hệ thống trợ lực điện Hybrid trên xe Tega Yamaha Grande thế hệ mới sẽ được kích hoạt tối đa 3 giây sau kể từ khi xe lăn bánh. Hệ thống trợ lực điện sẽ kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơ. Hệ thống trợ lực này thể hiện hiệu quả rõ nhất khi xe leo dốc và chở thêm người. Grande 2024 với hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe Tega Grande 2024 được hãng Yamaha trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên phiên bản đặc biệt và giới hạn, có khả năng điều chỉnh lực phanh khi phanh gấp hoặc đường trơn ướt, giúp hạn chế tình trạng trượt bánh nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn của người điều khiển xe. Yamaha Grande mới 2024 vẫn sử dụng hệ thống nhún trước ống lồng giảm chấn thủy lực, phược sau đưa một bên, mâm xe 5 chấu, kích thước 12 inch đi kèm lốp không xăm. Trước, sau, phanh đĩa thủy lực và phanh trống ở phía sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.